Này thì em muốn đem sắc đẹp của mình sang đấu trường quốc tế để chứng tỏ là người con gái Việt Nam như em cũng có thể. Còn về gia đình của mình thì ba mẹ của mình có gợi ý hay là có khuyên mình như thế nào? Dạ, gia đình thì cũng ủng hộ em. Dạ, em cảm ơn. Còn bạn bè thì sao? Em làm nghề chưa? Gia đình, bạn bè cũng ủng hộ em. Mình có thể chia sẻ một chút là trước giờ mình làm công việc gì? Em học chuyên ngành gì ạ? Và chia sẻ về công việc. Dạ, em là ca sĩ tự do. Đây là cuộc thi đầu tiên về sắc đẹp. Mình làm tự do thì mình hát tự do. Dạ, em hát ở đường phố anh. Khi mình hát ở đường phố mọi người có để làm những sự thành công hay là có mình đã từng nghe những lời nói của bạn. Dạ, mọi người ai cũng thương và ủng hộ em á. Em cảm ơn ạ, cảm ơn mọi người. Và chương trình này em xin cảm ơn ạ, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em trong thời gian qua. Dạ, em cảm ơn. Bạn thì hát ở đường phố về cái nghệ nhân mà năm nay đi đến bạn này. Dạ, Timo ạ, à. Timo Linh. Timo Linh, dạ. Đúng không? Timo Linh đọc. Một người bạn hát nhạc gì ạ? Dạ, em hát nhạc Bolero. Bolero đúng không? Dạ. Bây giờ bạn có thể hát bài Bolero để biết được không? Dạ, em xin gửi tặng mọi người nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc phẩm, nhạc sĩ Thái Thịnh, nhạc phẩm được mang tên Duyên Phận. Phần là con gái chưa một lần yêu anh, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng nước dài. Cành nhà neo đơn, đàn em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhộng. Dạ, em cảm ơn ạ. Cho mình hỏi chút xíu là khi đăng ký cuộc thi này thì bạn có biết về cái tiêu chí tuyển chọn thí sinh thì liệu mình là người chuyển giới đúng không? Dạ. Phù hợp với cuộc thi không? Dạ, em là người, một cô gái tự tin, em muốn em tự tin vì sắc đẹp của em sẽ chinh phục ban giám khảo. Bạn có thể chia sẻ như là ở Hương Giang thì có cuộc thi là Hoa hậu chuyển giới quốc tế, thì bạn có ý định là sẽ tham dự một cuộc thi như là Hương Giang hay không? Dạ, hiện tại là em đang thi cuộc thi Miss Universe, thì em là một cô gái thì em chia sẻ nó có được tại sao trọng nhưng mà mình không làm cuộc thi ở Hoa hậu chuyển giới quốc tế như là Hương Giang. Dạ, tại vì em thấy chị Hèn đẹp. Dạ. Vậy là trong cuộc sống mà mình có thể chia sẻ là mình nhớ từ năm bao nhiêu của mình là và mình đã làm công việc của bao nhiêu? Dạ, em chỉ nhớ được 4 năm. Dạ. Trong suốt 4 năm đó là mình làm gì? Dạ. Và trong suốt 4 năm đó còn những khó khăn gì không hay là có những lúc mình thấy thăng trầm? Dạ.
thì trong cuộc đời thì em cũng gặp nhiều sóng gió, cho nên em muốn tìm tới cuộc thi để mọi người nhìn em bằng một ánh mắt một cô hào. Trong cuộc thi năm nay là tiêu chí là trái tim chúng ta. Bởi vì bạn có chuẩn bị tinh thần như thế nào để hiện trái tim chúng ta không, hay là một cốt truyện gì đó để truyền cảm hứng? Dạ, em đã sẵn sàng để bước vào cuộc thi năm nay. Dạ, em cảm ơn chương trình cho em cơ hội để bước chân vào con đường tương lai của em. Dạ, trái tim dũng cảm là tự tin ở chính mình. Bạn tự tin nhất chính mình? Dạ, em tự tin nhất là sắc đẹp của em sẽ được mọi người công nhận. Rồi, cảm ơn bạn đã thành công. Dạ, em cảm ơn chương trình. Chúc chương trình cũng như chúc các dạ, em chúc chương trình ngày hôm nay sẽ được thành công và sẽ tìm kiếm được thật nhiều người xinh đẹp. Cảm ơn ạ. Ít nhất là họ dũng cảm muốn được thể hiện mình. Thực ra bất kỳ trong con người chúng ta đều ai đôi lúc cũng giấu mình đi và ít thể hiện của mình, ít thể hiện những điều mà mình mong muốn. Nhưng bạn thí sinh đó tuy là chưa được gặp, nhưng mà rõ ràng bạn đã dũng cảm được muốn cho mọi người thấy, được giới thiệu với tất cả mọi người tôi là ai, thì đó là một điều dũng cảm đầu tiên. Nhưng mà bao giờ cuộc thi cũng có những tiêu chí, thì chúng ta được ghi nhận cái điều dũng cảm đó của bạn, và những cái bám sát cái tiêu chí thì chắc chắn nó sẽ có những cái hạn chế riêng rồi. Mời này là cách đây là khoảng 2 năm trước, năm 2017 thì chị cũng đã được nhận được lời mời, nhưng lúc đó chị cũng chia sẻ trên trang Facebook của mình, lúc đó do cái lịch trình nó cũng bị kẹt và nhiều lý do thì Hằng chưa có cái cơ hội được hợp tác. Tuy nhiên cái lần này lại có cái cơ duyên đó nó lớn hơn, và mình cũng thấy nó có cái điều gì nó rất là hấp dẫn và chờ đợi, quan trọng là cảm thấy vui. Và khi mà tiếp xúc với ban tổ chức thì hoàn toàn là thấy rất là chuyên nghiệp và mọi người làm việc rất là công tâm. Cái tên Trái Tim Dũng Cảm thì cũng đã nói lên được rất nhiều điều. Bây giờ thì chúng ta đã đánh giá cái vẻ đẹp nó cũng đã khác, không chỉ là bề ngoài, nó còn có cái sự cố gắng, cái nền tảng, cái giá trị, cái lòng dũng cảm của mọi người để truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Đó là một cái trái tim thực sự là mình nói là một trái tim đẹp để mang được những hành động đẹp. Thì tất nhiên đó là khi mà đã chọn được hoa hậu thì người đó hoàn toàn gọi là hoàn hảo rồi.